Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì một khối không khí lạnh với cường độ yếu đang di chuyển xuống miền Bắc và sẽ ảnh hưởng từ ngày 6 tháng 11. Đợt không khí lạnh yếu dự kiến làm nhiệt độ toàn vùng giảm khoảng 5 độ so với ngày hôm nay và có nơi lạnh sâu đến 16 độ C. Do tác động của khối không khí lạnh, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh yếu nên nhiệt độ ở miền Bắc chỉ giảm trong ngày 6 tháng 11, sau đó sẽ tăng dần. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngày 6 tháng 11 dao động từ 23 đến 28 độ, giảm khoảng 5 độ so với ngày hôm nay. Sau đó nền nhiệt sẽ tăng dần lên mức 31-32 độ. Tại thị xã Sapa của Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất xuống mức 15 đến 19 độ vào ngày 7 tháng 11. Tại khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ chiều tối ngày 6 tháng 11. Lượng mưa sẽ phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cũng dự báo tháng 11 năm 2023, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 1 đến 2 độ C. Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ. Và trong tháng này, các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng về tần suất, nhưng cường độ sẽ không mạnh. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình chia cắt mạnh, thì Bắc Cạn là tỉnh miền núi thường xuyên chịu tác động cực đoan từ thời tiết, nhất là hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Và hiện nay thì tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều công trình khắc phục hậu quả thiên tai ở mức rất cấp thiết, với số vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều công trình đã được lập dự án, nhưng vì không có vốn cho nên đến nay vẫn chưa thể triển khai. Và điều này khiến cho cả chính quyền địa phương lẫn người dân vô cùng hoang mang lo lắng. Sau đây là phản ánh của phóng viên VTC14. Khu vực sạt lở đất tại tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Vị trí sạt trượt có chiều dài khoảng 200 mét, nằm ngay sát trụ sở huyện ủy Chợ Mới và ảnh hưởng trực tiếp tới nhà cửa, tài sản của 20 hộ dân. Dù rất khó khăn, nhưng trước nguy cơ sạt lở cao, tháng 7 năm 2023, tỉnh Bắc Cạn đã phải khẩn cấp xử lý điểm sạt lở trên. Tới thời điểm này, giai đoạn 1 của công trình đã chuẩn bị hoàn thành. Chúng tôi cũng triển khai thi công ngay cái sau khi có lệnh khẩn cấp đấy, tổ chức họp dân giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công ngay. Thì hiện nay thì nguy cơ sạt lở thì cũng cơ bản đã được cái phục cục cắt cơ hạ tải theo cái phương án và cái lệnh khẩn cấp được quyết định công bố. Sống ngay sau khu vực sạt lở, bà Trịnh Thị Anh không khỏi bất an khi tính mạng và tài sản của gia đình thường xuyên bị đe dọa. Dù tỉnh đã san gạt, khắc phục ban đầu sự cố sạt trượt trên, nhưng nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu nếu như vị trí trên không được xây kè kiên cố. Tôi sợ nhất là đá nó lăn, là những cái đá mồ côi ấy, nó lăn xuống ấy, bất thình lình là rất nguy hiểm, tại vì ở đây đã lăn rồi. Đấy, cho nên là không biết lúc nào nó lăn, kể cả ban ngày. Có lần mà tôi đang nấu ăn ở ngay đây nhưng mà nó lăn ở chỗ này. May nó chưa thủng mái nhưng mà nó lõm hẳn xuống như đấy. Đấy là cái đợt thì là ban ngày đấy. Ban ngày mà trời không mưa mà trên đỉnh dốc là nó lăn xuống không biết ai làm gì nó lăn xuống đây. Tôi cũng rất mong là chính quyền địa phương là kè vào cho nó chắc chắn, hoặc nếu mà có thể thì cho cái quả đồi này nó là sử dụng vào một san lấp đi và sử dụng vào một cái mục đích gì đấy, thí dụ như làm khu dân cư hay một cái khối cơ quan nào đấy về đây để cho nó yên tâm hơn, chứ như này vẫn thấy là nguy cơ rất chi là lo lắng. Mưa to quá, mấy ngày mấy đêm liền thì khi bắt đầu có sạt lở xuống thì trên đỉnh đồi nó đã quả nứt to, nứt dọc cả theo từ trên huyện ủy lên đầu nhà tôi đã nứt lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi. Thì chúng tôi đã đề nghị rất nhiều lần rồi nhưng mà huyện thì cũng chưa có chương trình. Nhưng đợt vừa rồi nó sạt lở quá lớn, sập lở hết cả cái khu nhà tôi, cả cái kho bia, mấy chục triệu cái tiền kho bia của chúng tôi cũng xóa sổ hết. Thế sạt lở quá chúng tôi mới kêu lên trên, thì các cấp lãnh đạo đến mới thấy nó quá nguy hiểm. Thế mới lại cùng dân chúng tôi thì là thôi các cấp mới tạo điều kiện để giúp đỡ chúng tôi, để chúng tôi được sạt cái quả đất này. Nguồn lực địa phương khó khăn nên mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai hỗ trợ tỉnh kinh phí xử lý sạt lở tại khu vực trên, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân tại tổ 1 thị trấn Đồng Tâm và việc đi lại trên quốc lộ 3 với tổng kinh phí là 45 tỷ đồng. Với cái giai đoạn 1 này thì nguồn kinh phí của tỉnh thì
thì tổng mức đầu tư là hơn 5 tỷ đồng để cho việc giải phóng mặt bằng và các cái việc thi công xây dựng trên tuyến đầu tư. Hiện nay thì với phương án tạm thời này, trước mắt này xử lý tạm thời này thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban huyện cũng tiếp tục là đề xuất kiến nghị để tiếp với giai đoạn 2 xử lý cũng triệt để. Hiện nay thì cũng vào là mùa khô rồi thì cái mức này thì cũng mùa này cũng đang cũng cơ bản. Tuy nhiên đến cái mùa mưa, nhất là của đầu khoảng đầu năm 2024 không cho xử lý toàn bộ ngay thì cũng nguy cơ các hộ dân ở đây thì cũng rất là cũng lo ngại. Tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới còn hai khu vực khác cũng đang cần xử lý cấp bách nhưng hiện chưa có vốn. Như tại tổ 7, hàng năm luôn xuất hiện hiện tượng sạt lở mái ta luy dương đe dọa tới tính mạng tài sản của khoảng 20 hộ dân. Nhưng ngoài chờ đợi và sống chung với nguy hiểm, người dân không biết làm gì. Nhà nước mà không vào cuộc, không giải quyết được thì người dân chúng tôi vẫn phải cứ chấp nhận thôi. Bởi vì cứ đến lúc mưa to, gió lớn thì chúng tôi vẫn cứ phải chấp nhận để xử lý thôi. Để xử lý nước nó chảy ra thôi. Thế còn nếu như mà sạt lở cao quá thì người dân chúng tôi lại phải bắt buộc tự bỏ tiền túi ra để đào đất đi thôi. Chứ còn bây giờ chả còn cách nào khác cả. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn, hiện toàn tỉnh có 24 công trình phòng chống thiên tai cần được đầu tư. Trong đó, hai công trình khắc phục sạt lở, một công trình sửa chữa nâng cấp hồ đập, một công trình khu dân cư, 20 công trình kè chống sạt lở với tổng kinh phí cần hơn 1.021 tỷ đồng. Địa phương này cũng còn có khoảng 2.300 hộ dân trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, tỉnh mới chỉ bố trí được vài chục tỷ đồng xây dựng 6 dự án, bố trí dân cư tập trung, 5 phương án bố trí dân cư xen ghép, ổn định chỗ ở cho khoảng 300 hộ dân. Do thiếu vốn, đợi vốn từ Trung ương nên dù rất muốn, nhưng nhiều huyện vùng núi của tỉnh Bắc Cạn vẫn loay hoay với bài toán đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai. Còn trong sáng ngày 5 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân Hà Nội đã tổ chức phân bổ đợt 2 với số tiền gần 124 tỷ đồng được tổ chức cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình. Và như vậy, qua hai đợt chi trả, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã phân bổ cho các nạn nhân là hơn 130 tỷ đồng. Trong đợt 2 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã phân bổ 89,6 tỷ đồng cho người sống trong tòa nhà. Trong đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho 88 người còn sống với số tiền là 700 triệu đồng một người, tổng là 61,6 tỷ đồng. Hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong, hỗ trợ cho các thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng cho 56 người với số tiền là 500 triệu đồng mỗi người, tổng là 28 tỷ đồng. Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em, số tiền 19,2 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ sổ tiết kiệm cho một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ là 2 tỷ đồng. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ, 4 cháu với 1 tỷ đồng mỗi cháu và tổng số tiền là 4 tỷ đồng. Ngoài ra hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi khi cha mẹ còn sống là 22 cháu, số tiền là 600 triệu đồng mỗi cháu với tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng.